xin chào tất cả các quý vị khán giả theo dõi kênh kiến thức chuyên sâu nhé xin lỗi tất cả các bạn vì hôm qua không thể ra video được video mà tôi làm hì hụi từ sáng đến tối cuối cùng đã không thể được đăng vì một số lý do tế nhị tôi khá là buồn nhưng cuộc sống mà bàn tay thì còn có ngón dài ngón ngắn uka còn có tổng thống zelensky thế nên việc tôi không thể hàng ngày ra được video cũng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận cuộc sống này sẽ trở nên thật hoàn hảo khi mà chúng ta biết chấp nhận những mảnh ghép vốn không hoàn hảo của nó nghe thì có vẻ rất triết lý nhưng thật ra là do tôi lười nên bốc phét xuống Tôi nghĩ chắc chắn các bạn sẽ tha thứ và bỏ qua cho tôi vì việc không ra được video thường xuyên. Bởi vì đến cả chủ tịch ủy ban châu còn liên tục quay xe lúc thì bên trái bên phải, húng hồ là tôi. Quý bà chủ tịch hiệp hội lươn châu này, ngày đầu tiên thì bà ấy hồ hởi với các lệnh trừng phạt chống lại Nga, yêu cầu các nước tham gia một cách nhiệt tình. Và giờ đây, sau độ khoảng có hơn một tháng gì đó, châu Âu gánh chịu cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng nhất trong hơn nhiều thập kỷ qua, thì vị chủ tịch ủy ban châu này còn cứng hơn trước Bà ấy sẵn sàng lao vào và tuyên chiến với tất cả những nước đưa ra thêm các yêu cầu trừng phạt cho nguồn năng lượng dầu và khí đốt đến từ người Nga À ý của tôi là Chủ tịch Ủy ban châu Âu giờ đây là người hô to nhất phản đối các nước yêu cầu từ chối nhập khẩu dầu từ Nga Được rồi Tôi chỉ đang cố gắng tìm người gánh tội cho việc không ra video thường xuyên bởi vì tôi lươn, nhưng chắc chắn bà ấy còn lươn hơn tôi. Động thái nào khiến quý bà Ursula von der Leyen đã lên tiếng phản đối các phương án từ chối hoàn toàn vào nguồn năng lượng dầu và khí đốt từ người Nga? Lý do được quý bà này đưa ra là sau các lệnh trừng phạt cấm phận nguồn dầu và khí đốt từ người Nga thì có một số quốc gia mà bà ấy không dám nói. Nhưng tôi nghĩ ai cũng biết đó là ai. Họ vẫn tiếp tục mua dầu và khí đốt từ người Nga, sau đó bán lại cho các nước châu với một giá thành cao hơn rất nhiều. Khôn như thế này thì cũng chỉ có thể tồn tại được ở trong Liên minh châu Âu. Bởi vì nếu ở Việt Nam đã bị hiệp hội Exciter dọ mõm và bắt đi hết rồi. Trong một động thái mà thể hiện mình là một người lãnh đạo có tâm và có tầm thì vị chủ tịch này đã phát biểu trước ủy ban châu rằng bà đang xem xét lại những phương án khác nhau để có thể hạn chế nhập khẩu dầu và khí đốt trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ 6 nhằm chống lại Liên bang Nga do các chiến dịch quân sự đặc biệt của họ ở Ukraine. Nếu không phải cách đây một tháng, tôi có theo dõi việc bà Ý là người hô to nhất trong các lệnh trừng phạt chống lại Nga thì có lẽ bây giờ với tuyên bố này của bà ấy, tôi đã hy vọng rằng bà ấy có thể đoạt được giải Nobel vì nghĩa cử cao đẹp cho hòa bình của thế giới. Toàn văn tuyên bố của vị đại sứ thuộc Hiệp hội Lươn Hòa Bình Thế Giới cho biết, nếu chúng ta từ chối dầu mỏ Nga hoàn toàn và ngay lập tức lúc này, thì rất có thể Số dầu này bằng một cách nào đó sẽ bị tuồn ra thế giới, được rồi, cứ nói văn vẻ làm gì, chúng ta tạm gọi là hàng chợ đen cho nó nhanh, lúc đấy thì giá cả sẽ tăng phi mã và cuối cùng thì những người Nga cũng vẫn sẽ là những người nhận được số tiền lớn nhất bởi vì hàng nằm ở trong tay họ. Tôi nghĩ rằng với số tiền bán dầu nhiều như vậy sẽ lấp đầy ngân sách cho quân sự của tổng thống Nga Putin. Chúng ta cần phải suy nghĩ một cách chiến lược khi tiếp cận chủ đề này, luôn phải tìm ra sự cân bằng phù hợp để không gây quá nhiều thiệt hại cho nền kinh tế của chúng ta bởi vì nó là một công cụ mạnh nhất để chúng ta có thể chống lại nước Nga, chống lại âm mưu xâm lược của Tổng thống Putin với cả châu Âu. Ý của tôi không hẳn là chúng ta sẽ thân Nga, mà tôi nghĩ rằng châu Âu sẽ từ bỏ một cách từ từ, hoàn toàn và dứt khoát khỏi nguồn năng lượng Nga, nhưng nó phải dần dần theo một thời gian và có lộ trình nhất định. Nếu Tổng thống Putin có thể đạt được điều gì đó, thì đó là chuyện của ông ấy. Nhưng chắc chắn có một điều, ông ấy sẽ mất đi vị khách hàng tốt nhất, đó là châu Âu và chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Tổng thống Putin đã đẩy chúng ta theo hướng năng lượng sạch tái tạo và như vậy cũng thật sự tốt. Trên đây là toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội Lương Châu Âu. Nếu như các bạn là những người ít theo dõi về tin tức chính trị thì có lẽ sau khi đọc lời tuyên bố này các bạn sẽ coi vị chủ tịch này là Bồ Tát Sống, là người đại diện cho trí, nhân và nghĩa. Nhưng không, hãy ngồi xuống rồi từ từ để chủ kênh kiến thức chuyên sâu phân tích cho các bạn cùng nghe. Chẳng là dạo này Ủy ban Liên minh Châu hay có những cuộc họp về các dự án năng lượng mới quy tụ các đầu tàu của nền kinh tế EU, trong đó có Đức, Pháp, vân vân. Nghe thì có vẻ như đang tìm giải pháp, tìm kiếm nguồn năng lượng xanh tài thiết. Nhưng thực tế, hầu hết các quốc gia này đều là những nước đã và đang phụ thuộc quá nhiều vào nguồn dầu và năng lượng từ người Nga. Thật ra là họ đang tìm giải pháp làm sao có thể tìm kiếm được nguồn dầu và khí đốt khác để thay thế cho người Nga. Nếu mà không được thì tiếp tục chúng ta sẽ mua chùi. Tôi nói tại sao nguồn năng lượng xanh này là nhiệm vụ bất khả thi ít nhất là trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Chúng chỉ có thể thay thế được một phần, chắc chắn không thể hoàn toàn, bởi vì không phải tự nhiên mà các quốc gia như OPEC, trong đó có cả Mỹ, các quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới. Họ có để điều này xảy ra và họ có mong muốn một khách hàng lớn như châu Âu có thể sử dụng được nguồn năng lượng tái thiết thay vào đó sẽ không mua những nguồn năng lượng hóa thạch từ họ nữa. Mỹ chắc chắn là quốc gia đầu tiên không thích điều này và đã từ rất lâu rồi Cái nguồn năng lượng tái tạo xanh đã được nói đi nói lại cách đây từ 20-30 năm trước Từ chính các cuồng quốc đứng số 1, số 2 trên thế giới Để rồi tính đến thời điểm hiện tại Chúng ta có thể thấy quốc gia nào bây giờ đang sử dụng nguồn năng lượng xanh Thay thế cho toàn bộ nguồn năng lượng hóa thạch Không có ai cả Điều thứ hai đó là chi phí để làm ra một đồng năng lượng xanh Thì các bạn nên biết cần tốn bao nhiêu đồng năng lượng hóa thạch Vậy sao có thể từ bỏ được nó khi nó đang vẫn chiếm giữ giá trị ngon bổ rẻ trên thế giới Cuối cùng thì những dự án năng lượng xanh của châu Âu mới chỉ trên giấy, có nghĩa là sớm nhất cứ cho là khởi công từ năm 2022 đi, thì đến bao giờ mới có thể đưa vào hoạt động và chữ lượng của nó là bao nhiêu có thể cung cấp cho toàn bộ châu Âu hay không. Châu Âu cần mất năm hay 10 năm để có thể hoàn thiện được nó. Rồi cuối cùng trong năm và 10 năm đó, những người dân châu Âu sống ra sao khi mà ngay tại thời điểm này, mùa đông thì sắp tới rồi, không lẽ cứ cuốn chăn, đốt củi, ăn rau trừ bữa qua ngày để chống Nga sao? Cuối cùng thì những lời nói của vị chủ tịch họ lươn này, tôi thấy rằng nó chỉ mang yếu tố chính trị, là một lời nói để chấn an những người dân châu Âu. Cũng như kèm theo chút gì đó đe dọa Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuy rằng lời đe dọa này có hơi chút yếu ớt. Nhưng cũng trong chính ngày hôm đó thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có ngay một tuyên bố mang động thái đáp trả đầy đanh thép đối với phát biểu của vị chủ tịch Hiệp hội Lươn Châu này. Tuyên bố của ông như sau. Tôi muốn lưu ý với tất cả các bạn rằng bất chấp tất cả những khó khăn thì nền kinh tế của Nga vẫn đứng vững trước các tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Chúng ta đã chống chọi một cách kiên cường và tất cả các chỉ số kinh tế vĩ mô đã nói lên điều đó. Đây là khó khăn và cũng là cơ hội của chúng ta. Họ, những người phương Tây, không tự nhận ra được điều đó. Họ đã thúc đẩy chúng ta làm việc chuyên sâu hơn với nền kinh tế của chính mình chính phủ của chúng ta với những chỉ thị kịp thời của mình đã xác định được các hướng chính để thay thế việc nhập khẩu thậm chí tính toán nó sẽ tốn kém bao nhiêu thật sự có một thực tế rằng việc các công ty rời khỏi nước nga sẽ gây ra ảnh hưởng rất nhỏ đối với chúng ta tôi không muốn bây giờ nêu công khai chúng ta hãy nói luôn vào điểm chính ở một số nơi một số công ty phải sử dụng các linh kiện nhập khẩu thì bây giờ đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng chúng ta tự có thể sản xuất trong nước để thay thế cho tất cả các linh kiện phải nhập khẩu này đây chính là thứ mà nước Nga cần. Quả thật thực sự cảm ơn các nước phương Tây đã tạo ra động lực cho chúng ta, thúc đẩy đất nước của chúng ta phát triển vượt qua được chính mình. Thế đấy, hai bài phát biểu, hai lời tuyên bố, người thì hoa mỹ, người thì hào hùng, ai đúng ngay sai, ai hơn ai, xin phép được nhờ tất cả các quý vị khán giả của kênh Kiến thức chuyên sâu bình luận và phân tích ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye anh em.